Không nhờ anh em không biết á, là ở đây có quán cà phê đẹp vậy luôn á. Không mà em nghĩ chắc tại vì trong lòng em vui cho nên là em nhìn thấy cái gì cũng đẹp hết trơn á. Hả? Ngày mai đi nữa hả? Ngày mai có hẹn với ông Lâm. Alo, tự nhiên sao sóng nó yếu vậy? Alo, anh nghe rõ không? Ngày mai em bận công việc rồi. Alo, alo. Thôi để em nhắn tin cho anh nha. Nói gì cũng nghe gì hết ta. Alo, alo, alo. Xuất sắc. Gì vậy? Bà mà đóng cái, cái đóng cho cái bộ phim Lương Lẹo á, chắc chắn là dành vai nữ chính luôn á. Thôi bớt bớt khịa đi. Tôi khuyên thiệt tình luôn, đừng có xong vậy nữa. Xong vậy á, coi chừng có ngày mất hết tình yêu thương của những người xung quanh luôn á. Ôi sao mệt quá à. Nói nhiều ghê, để yên tập trung nhắn tin coi để lát lộn giờ nè. Anh Lâm. Ôi, anh. Em là sao? Em biết Tùng hả? Dạ. Anh Tùng cũng là người yêu của em, vậy là sao?